Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cặp, một cây tu hú là cây dân sam đó nha. Cây dân sam là cây găng tu hú Thái đó nha, với một cây kim quýt quái nha. Hai cây này là 400k bao ship toàn quốc luôn nha. Anh nào quen là ship code là chuyển khoản nha. Hai cây này là 4 xị nha, tất nhiên là có 200 ngàn một cây nha, mà bao gồm tiền phí ship luôn nữa nha. Rồi ông nào mua hai cây này thì tôi làm cái bầu gọn lại nha, chứ không có để hai cái bầu mà bự chà bá lửa vậy là không có đóng thùng được nha, nó nặng lắm nha. Đó, cây kim quýt quái này siêu già luôn nè, cái này mua của chú Bảy ở bên cái tàu thượng nè, và gạch sâu nè, ông bán rẻ đó, mới bán cho quý vị được cái cây này nè nha. Kiếm cây lại 20 ngàn thôi, kệ nó, hai cây được 40, đó cho nó vui văn nghệ mà. Hổm gài là nghỉ bán 4 ngày rồi, bữa nay mới bán lại đó, bán vài ba cây thôi, bán 2-3 bữa nó nghỉ bán nữa, 4-5 bữa nó bán lại. Rồi đâu có thời gian đâu bán hoài, bán nó có lời lớn gì nhiêu, mất hết thời gian, chủ yếu bán sâm hương thôi quý vị ơi. Rồi một cặp nha, đây là cây kim quýt nè, siêu già luôn thấy chưa, găng tu hú Thái nè, kêu bằng dân sam đó. Rồi thôi xuống đi Bi ơi, 400 ngàn một cặp, kết thúc luôn quý vị ơi.